Sách thứ nhất các vua. Chương 1. Vua David đã già, tuổi cao, và mặc dầu người ta đắp áo cho người cũng không thể ấm được. Các tôi tớ người nói với người rằng: xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua thì vua chúa tôi có thể ấm được. Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Israel một người gái trẻ đẹp và gặp được Abishag người Shunem, dẫn nàng đến cùng vua. Người gái trẻ này rất là lịch sự, nàng săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không thân cận nàng. Vả Adonija, con trai Hagit tự tôn mà rằng: ta sẽ làm vua. Người sắm xe và quân kỵ cùng 50 người chạy trước mặt mình. Cha người chẳng hề phiền lòng người mà hỏi rằng: cớ sao mày làm như vậy? Vả lại Adonija rất đẹp, sinh ra kế sau Absalom. Người bàn tính với Joab, con trai của Seruya, và với thầy tế lễ Abiatha, hai người theo phe Adonija và giúp đỡ người. Nhưng thầy tế lễ Sadoc và Benaya, con trai Jehoiada, Nathan thầy tiên tri, Shimei, Rei và các dõng sĩ của David không theo phe Adonija. Adonija dâng những chiên bò và bò con mập bên hòn đá Sohelet ở cạnh giếng Enrogen, rồi mời anh em mình là các con trai của vua và hết thảy những người Giu-đa phục sự vua. Nhưng người chẳng mời Nathan là đấng tiên tri, Benaya, các dõng sĩ cùng Salomon em mình. Bây giờ Nathan nói với Bác-sê-ba mẹ của Salomon mà rằng: bà há chẳng hay rằng Adonija con trai Hagit đã làm vua mà David chúa ta chẳng hay biết sao? Thế thì bây giờ hãy nghe, tôi sẽ cho bà một kế để bà cứu mạng sống mình và mạng sống của Salomon. Hãy đi ra mắt vua David và tâu rằng: ôi vua chúa tôi, chúa há chẳng có thề cùng con đòi của chúa rằng con trai ngươi là Salomon ắt sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta hay sao? Vậy cớ sao Adonija trị vì? Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau làm cho quả quyết các lời của bà. Vậy Bác-sê-ba đi đến cùng vua tại trong phòng. Vua đã già lắm, có Abishag người Shunem hầu hạ người. Bác-sê-ba cúi mình xuống và lại trước mặt vua. Vua hỏi rằng: ngươi muốn chi? Bà tâu rằng: chúa tôi ơi, chúa đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúa thề cùng con đòi của chúa rằng Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Ôi vua chúa tôi, nhưng bây giờ Adonija làm vua mà chúa chẳng biết chi đến. Người lại có giết bò đực, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cũng có mời hết thảy các vương tử với Abiatha thầy tế lễ và Joab quan tổng binh, nhưng người không mời Salomon kẻ tôi tớ vua. Ôi vua chúa tôi, cả Israel đều say mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua là chúa tôi. Chẳng vậy, khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Bà đang còn tâu với vua thì tiên tri Nathan đến. Người ta đến thưa cùng vua rằng: này có tiên tri Nathan. Nathan ra mắt vua, sắp mình xuống trước mặt người mà lại và nói rằng: ôi vua chúa tôi, có phải vua đã phán rằng Adonija sẽ trị vì kế ta và ngồi trên ngai ta chăng? Thật vậy, ngày nay người đã đi xuống giết bò, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cùng mời hết thảy các vương tử, quan tướng và thầy tế lễ Abiatha. Kìa, họ ăn uống tại trước mặt người và la lên rằng: Adonija vạn tuế. Còn tôi là kẻ tôi tớ vua, thầy tế lễ Sa-đốc, Benaya, con trai Jehoiada và Salomon tôi tớ vua thì người chẳng có mời. Việc này há phải bởi vua chúa tôi mà ra, và lại vua không cho các tôi tớ vua biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua chúa tôi. Vua David đáp rằng: hãy gọi Bác-sê-ba cho ta.
bà vào và đứng trước mặt vua. David bèn thề mà rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn. Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng: Quả hẳn Sa-lô-môn con trai ngươi sẽ trị vì kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta, thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó. Bát-sê-ba cúi mặt xuống đất và lại trước mặt vua mà tâu rằng: Nguyện vua David chúa tôi vạn tuế. Đoạn vua David nói: Hãy gọi cho ta thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-thang và Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa. Mấy người ấy bèn ra mắt vua. Rồi vua nói với họ rằng: Hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Sa-lô-môn con trai ta lên cởi con la của ta, rồi đưa nó đến Gi-hôn. Ở đó thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-thang phải sức dầu cho người làm vua Israel. Đoạn các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng: Vua Sa-lô-môn vạn tuế. Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm vua của Israel và Juda. Benaya con trai Giê-hô-gia-đa tâu cùng vua rằng: Amen, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua chúa tôi cũng phán định như vậy. Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thế nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thế ấy, và khiến ngôi người còn cao trọng hơn ngôi của vua David là chúa tôi. Đoạn thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-than, Benaya con trai Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đều đi xuống, đỡ Sa-lô-môn lên cởi con la của vua David, rồi đưa người đến Gi-hôn. Thầy tế lễ Sa-đốc lấy cái sừng dầu trong đền tạm và sức cho Sa-lô-môn. Người ta thổi kèn, cả dân sự đều hô lên rằng: Vua Sa-lô-môn vạn tuế. Chúng đều theo người đi lên, thổi sáo và vui mừng khôn xiết, đến nỗi đất rúng động bởi tiếng la của họ. Adoniya và hết thảy kẻ dự tiệc với mình đều nghe tiếng này khi vừa ăn xong. Lúc Gioab nghe tiếng kèn thì nói: Sao trong thành có tiếng xôn xao ấy? Người hãy còn nói: Kìa Jonathan, con trai thầy tế lễ Abiatha chợt đến. Adoniya nói với người rằng: Hãy vào, vì ngươi là một tay dõng sĩ, chắc ngươi đem những tin lành. Nhưng Jonathan đáp với Adoniya rằng: Thật trái hẳn, vua David chúa chúng ta đã lập Sa-lô-môn làm vua. Vua có sai thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Na-thang, Benaya con trai Giê-hô-gia-đa, người Kê-rê-thít cùng người Phê-lê-thít đi theo người, và họ đã đỡ người lên cởi con la của vua. Đoạn tại Gi-hôn, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-thang đã sức dầu cho người làm vua. Họ đã từ đó trở lên cách reo mừng, và cả thành đều vang động. Đó là tiếng xôn xao mà các ông đã nghe. Lại, Sa-lô-môn đã ngồi trên ngôi nước. Các tôi tớ của vua đến chúc phước cho vua David chúa chúng ta mà tâu rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của vua làm cho danh Sa-lô-môn tôn vinh hơn danh của vua, và khiến cho ngôi người cao trọng hơn ngôi của vua. Rồi vua cúi lại nơi giường mình và có nói như vậy: Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì ngày nay Ngài có ban một người để ngồi trên ngôi của tôi mà mắt tôi xem thấy. Bây giờ hết thảy các người dự tiệc với Adoniya đều bắt sợ hãi đứng dậy, ai đi đường nấy. Adoniya cũng sợ Sa-lô-môn, đứng dậy chạy nắm các sừng bàn thờ. Có người đến thuật cho Sa-lô-môn hai điều đó rằng: Này Adoniya sợ vua Sa-lô-môn, kìa người đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng: Hôm nay vua Sa-lô-môn hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ người bằng gươm. Sa-lô-môn đáp rằng: Nếu người ăn ở ra người tử tế thì chẳng một sợi tóc nào của người sẽ rụng xuống đất. Bằng có thấy sự ác nơi người, ác người sẽ chết. Vua Sa-lô-môn sai kẻ đem người xuống khỏi bàn thờ. Adoniya đến sấp mình xuống trước mặt Sa-lô-môn. Sa-lô-môn bèn nói với người rằng: Hãy trở về nhà ngươi. Chương 2. Khi ngày của David hầu trọn, người truyền lệnh cho Sa-lô-môn con trai mình mà rằng:
ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se. Hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng: Nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Con biết sự Gioáp, con trai Seruya đã làm cho cha, sự nó đã làm cho hai quan tướng của Israel là Abne con trai của Nerơ và Amasa con trai của Giê-the, là hai người nó đã giết, làm đổ huyết ra trong lúc hòa bình như trong cơn chiến trận, và khiến cho huyết đổ ra trong chiến trận dính vào đai nó thắt lưng, cùng vào giày nó mang nơi chân. Con hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó xuống âm phủ cách bình yên. Con hãy ở với các con trai Barzillai người Gala-át cách nhân từ, cho họ ăn đồng bàn cùng con, vì chính chúng nó đã đãi cha như vậy mà đến đón rước cha lúc cha chạy trốn trước mặt Absalom anh con. Này, còn kẻ ở với con là Shimei con trai Gera người Benjamin ở Bahurim, là kẻ lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Mahanaim. Nhưng nó xuống đón cha tại Jordan, thì cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với nó rằng: Ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm. Bây giờ con chớ để nó khỏi phạt, vì con là khôn ngoan, biết thế nào phải xử nó. Con khá làm cho đầu bạc nó dính máu mà xuống âm phủ. David an giấc với các tổ phụ mình và được chôn trong thành David. Những ngày David trị vì trên Israel là 40 năm. Người trị vì 7 năm tại Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Đoạn Salomon ngồi trên ngai David cha mình, và nước người được lập rất vững bền. Adoniya con trai Hagit đến cùng Bathsheba mẹ của Salomon. Bà nói: Ngươi đến có ý bình an chớ? Người thưa rằng: Phải, có ý bình an. Người lại rằng: Tôi có một lời nói cùng bà. Bà đáp: Hãy nói. Người tiếp: Bà biết rằng nước vốn thuộc về tôi và cả Israel đều mong thấy tôi trị vì. Nhưng ngôi nước đã trở nên của em tôi vì do nơi Đức Giê-hô-va mà thuộc về người. Vậy bây giờ tôi có một sự xin với bà, chớ từ chối. Bà đáp: Hãy nói. Người nói: Xin bà hãy nói với vua Salomon, vì người chẳng chối gì với bà, và cầu người cho tôi lấy Abishag người Shunem làm vợ. Bathsheba đáp: Được, ta sẽ nói với vua dùm cho ngươi. Bathsheba đi đến vua Salomon để nói với người dùm cho Adoniya. Vua đứng dậy đi đón bà, cúi xuống lại bà, đoạn người ngồi trên ngai mình và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình. Bà bèn ngồi bên tay hữu vua. Bà nói với vua rằng: Mẹ có một việc nhỏ xin con chớ từ chối. Vua đáp: Mẹ ơi, xin hãy nói, vì tôi sẽ chẳng từ chối với mẹ đâu. Bà tiếp: Hãy ban Abishag người Shunem làm vợ Adoniya là anh con. Nhưng vua Salomon thưa cùng mẹ mình rằng: Cớ sao mẹ xin Abishag người Shunem cho Adoniya? Cũng hãy xin nước cho người luôn, vì người là anh cả tôi. Hãy xin cho người, cho thầy tế lễ Abiatha và cho Gioáp con trai Seruya. Vua Salomon bèn chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng: Adoniya có nói lời đó nghịch với mạng sống mình, bằng chẳng nguyện Đức Chúa Trời xử tôi cách nặng nề. Bây giờ tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã làm cho tôi vững vàng và khiến tôi ngồi trên ngai của David cha tôi, cùng lập một nhà cho tôi y như lời Ngài đã hứa mà thề rằng: Adoniya sẽ bị xử tử chính ngày hôm nay. Vua Salomon bèn truyền lệnh cho Benaya con trai Jehoiada xông đánh Adoniya thì người chết. Đoạn vua nói với thầy tế lễ Abitha rằng: Hãy lui về Anatot trong đất ngươi, vì ngươi đáng chết. Song ngày nay ta không giết ngươi,
vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa Giê-hô-va trước mặt David là cha ta, và bởi vì ngươi đã bị hoạn nạn trong các sự hoạn nạn của cha ta. Như vậy, Salomon đuổi Abitha ra đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Hê-li tại Si-lô được ứng nghiệm. Tin này thấu đến Giô-áp, và Giô-áp đã theo phe Adonijah dầu không có theo phe của Absalom. Người liền trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nắm sừng của bàn thờ. Người ta đến tâu với vua Salomon rằng: Giô-áp đã trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và kìa, người đứng bên cạnh bàn thờ. Salomon bèn sai Benaya con trai Jehoiada mà dặn rằng: hãy đi đánh giết hắn. Benaya đi đến đền tạm của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-áp rằng: vua có nói như vậy, hãy ra khỏi đó. Giô-áp đáp: không, ta muốn chết tại đây. Benaya đi thuật lại cho vua và tâu rằng: Giô-áp đã nói và đáp lại như vậy. Vua nói rằng: hãy làm y như hắn nói, hãy giết hắn và chôn đi. Như vậy ngươi sẽ cất khỏi ta và khỏi nhà cha ta huyết mà Giô-áp đã đổ ra vô cớ. Đức Giê-hô-va sẽ khiến huyết hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công bình hơn, tốt hơn hắn, và giết họ bằng gươm mà David cha ta không hay đến chi cả. Ấy là Abner, con trai của Ner, quan tướng của đạo binh Israel, và Amasa, con trai Giê-the, quan tướng của đạo binh Giu-đa. Huyết hai người ấy sẽ đổ lại trên đầu Giô-áp và trên đầu của dòng dõi nó cho đến đời đời. Còn phần David và dòng dõi người, nhà và ngôi nước người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình yên mãi mãi. Vậy Benaya con trai Giê-hô-gia-đa trở lên xông vào Giô-áp và giết người. Người được chôn ở nhà người tại nơi đồng vắng. Vua đặt Benaya con trai Giê-hô-gia-đa làm quan tổng binh thay cho Giô-áp và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ thay cho A-bi-a-tha. Đoạn vua sai đòi Si-mê-i và nói với người rằng: hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Jerusalem và ở đó, chớ ra đặng đi đầu này đầu kia, vì khá biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó và đi qua khe Sết-rôn thì chắc ngươi sẽ chết, huyết ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Si-mê-i thưa với vua rằng: lời ấy phải lắm, vua chúa tôi phán dặn điều gì, kẻ tôi tới vua sẽ làm điều đó. Vậy Si-mê-i ở lâu ngày tại Jerusalem. Cuối 3 năm, xảy có hai kẻ tôi tớ của Si-mê-i trốn đến nhà A-kít, con trai Ma-a-ca vua của Gát. Người ta đến thuật điều đó cho Si-mê-i mà rằng: kìa, hai kẻ tôi tớ ông ở tại Gát. Si-mê-i trỗi dậy thắng lừa mình đi đến Gát nơi nhà A-kít, đặng tìm hai kẻ tôi tớ mình. Gặp đoạn bèn dẫn chúng nó về. Người ta thuật cho Salomon rằng: Si-mê-i ở Jerusalem đã đi đến Gát rồi trở về. Vua sai đòi Si-mê-i mà phán rằng: ta há chẳng có bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và bảo ngươi trước rằng: khá biết rằng ngày nào ngươi ra và đi đầu này đầu kia thì ngươi chắc sẽ chết sao? Và ngươi có thưa cùng ta rằng: lời tôi đã nghe thậm phải. Vậy cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và mạng lệnh ta đã truyền cho ngươi? Vua lại nói với Si-mê-i rằng: ngươi biết mọi sự ác ngươi đã làm cho David là cha ta, mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được phước, và ngôi của David sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời. Đoạn vua truyền lệnh cho Benaya con trai Giê-hô-gia-đa, người bèn đi ra đánh giết Si-mê-i. Như vậy ngôi nước được vững bền trong tay Sa-lô-môn. Chương 3. Sa-lô-môn kết thân với Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô, cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Giê-ru-sa-lem. Dân sự hãy còn dâng của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn kính mến Đức Giê-hô-va
và đi theo các luật lệ của David cha mình, song người dân của lễ và sông hương tại trên nơi cao. Vua đi đến Gabaôn đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất. Trên bàn thờ đó, Salomon dâng 1.000 con sinh làm của lễ thiêu. Tại Gabaôn lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chim bao và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Salomon thưa rằng: Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế David là cha tôi. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Salomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến nỗi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại, nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. Bây giờ Salomon thức dậy, thấy là một điềm chiêm bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Bây giờ có hai con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói: Chúa tôi ơi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó. Sau 3 ngày, người này cũng đẻ. Chúng tôi ở chung nhau, chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người trỗi dậy, và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi mà để nó nằm trong lòng mình, rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm, tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết. Nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ. Người đàn bà kia trả lời rằng: Không phải vậy, vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mày. Song đàn bà này nói: Không phải vậy đâu, đứa chết là con trai mày, còn đứa sống là con trai tao. Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bèn phán rằng: Người này nói đứa còn sống là con trai tao và đứa chết là con trai mày. Người kia nói: Không phải vậy đâu, song con trai mày ấy là đứa chết và con trai tao ấy là đứa sống. Vua bèn tiếp rằng: Vậy hãy đem cho ta một cây gươm. Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai, phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, bèn tâu với vua rằng: Ôi Chúa tôi, xin hãy cho người kia con trẻ sống chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày, hãy chia nó đi.
Bây giờ vua cất tiếng phán rằng, hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó, ấy là mẹ nó. Cả Israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng xử đoán công bình. Chương 4. Vua Salomon trị vì trên cả Israel. Này là các triều thần của người: Asaria, con trai thầy tế lễ Sa-đốc; Eliorep và Ahiya, con trai của Shisha làm ký lục; Jehoshaphat, con trai Ahilud làm thủ bộ; Benaya, con trai Jehoiada làm tổng binh; Sa-đốc và Abiatha làm thầy tế lễ; Asaria, con trai Nathan làm đầu các quan lại; Sa-bút, con trai Nathan làm tể tướng và là bạn của vua; Ahisha làm quan cai cung điện; và Adoniram, con trai Abda, coi việc cống thuế. Salomon có 12 người làm đầu quan lại cai trị cả Israel để cung cấp lương thực cho vua và cho nhà vua. Mỗi người trong một năm phải cung cấp một tháng. Này là các tên họ: con trai Hurơ coi về trong núi Ephraim; con trai Đê-kê coi về Ma-cát, Sha-an-bim, Bết-shê-mết và Elon của Bết-ha-nan; con trai Hê-sết coi về Arubot, người coi luôn Sô-cô và cả xứ Hê-phe; con trai Abinadab coi cả đồng cao Đô-rơ; Ta-phát, con gái Salomon là vợ người; Ba-ana, con trai Ahilud coi Tha-anát, Megiddo và cả xứ Bết-she-an ở gần Sạc-hang dưới Gít-re-en, từ Bết-e-san cho đến A-bên-me-hô-la và cho đến khỏi bên kia dốc Mê-am; con trai Gê-be ở tại Ra-mốt của Ga-la-át, người coi thôn Giai-rơ ở trong Ga-la-át; Giai-rơ là con trai của Ma-na-xe, người cũng cai trị miền Ạc-gốp trong Ba-san, 60 thành lớn có tường thành và then cửa đồng; Ahinadab, con trai Ido ở tại Mahanaim; Ahimát trong địa phận Nephtali, người cũng cưới một con gái của Salomon làm vợ tên là Bát-mát; Ba-ana, con trai Hushai ở trong xứ A-xe và A-lốt; Jehoshaphat, con trai Pharuác coi về Isaka; Shimei, con trai Ela coi về Benjamin; Gebe, con trai Uri coi về xứ Galaad. Thuở xưa vốn là xứ của Sihon, vua dân Amorit, và của Óc, vua Ba-san. Chỉ có một mình người làm đầu quan lại coi về cả miền này. Dân Juda và Israel đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi. Salomon cai trị trên các nước, từ sông Cái cho đến xứ Philippines, cho đến ranh Egypto. Các nước ấy đều tiến cống và phục Salomon trọn đời người. Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường, 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai đực, hoàng dương, cà tông và vịt gà nuôi mập. Vả lại, Salomon cai trị trên các xứ ở bên này sông, trên các vua của mấy xứ đó, từ Tiếp Sắc cho đến Gaza, và người hòa hảo với các dân ở bốn phía. Trọn đời vua Salomon trị vì, dân Juda và Israel ăn ở yên ổn vô sự từ Đan cho đến Be-e-sê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Salomon có 4 vạn tàu để ngựa gác xe và 1.200.000 lính kỵ. Các người làm đầu quan lại mỗi người một tháng lo sắm sửa đồ cần dùng cho vua Salomon và cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bàn vua, chẳng thiếu chi hết. Họ theo phiên mình, mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở lúa mạch và rơm cho ngựa dùng để kéo và để cởi. Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển. Sự khôn ngoan của Salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương Đông
và sự khôn ngoan của người Ai Cập. Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ethan người Ê-tra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn và Đạt-đa là các con trai Ma-hôn. Danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh. Người nói 3.000 câu châm ngôn và làm 1.000 năm bài thơ. Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Liban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách. Người cũng có luận về loài vật, chim, loài côn trùng và cá. Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Salomon, và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người đều sai sứ đến. Chương 5. Hiram, vua Tyre, hay Salomon đã được sức dầu làm vua đặng kế vị cha người, bèn sai tôi tớ mình đến cùng người, vì Hiram vẫn yêu mến David luôn. Salomon sai sứ nói với Hiram rằng: Vua biết rằng David thân phụ tôi, không cất được một cái đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời người, vì cớ chinh chiến thù nghịch vây tứ phía người, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đã khiến chúng nó phục dưới chân người. Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi bình yên tứ phía, chẳng còn cừu địch, chẳng còn tai họa. Vậy, tôi tính cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, theo như Đức Giê-hô-va đã phán cùng David cha tôi mà rằng: Con trai ngươi mà ta sẽ khiến ngồi trên ngai ngươi kế vị ngươi, sẽ cất một cái đền cho danh ta. Vậy bây giờ, xin vua hãy truyền cho đầy tớ của vua đốn cho tôi cây bá hương trên núi Liban. Tôi cũng sẽ truyền cho các đầy tớ tôi, giúp đỡ các đầy tớ vua, và tôi sẽ phát cho vua công giá của họ, tùy theo vua sẽ định. Vì vua biết rằng, chẳng ai trong chúng ta thạo đốn gỗ như dân Sidon. Khi Hiram nghe lời của Salomon thì mừng lắm mà rằng: Ngày nay, đáng khen ngợi thay Đức Giê-hô-va, vì đã ban cho David một con trai khôn ngoan để trị vì dân sự lớn này. Hiram bèn sai sứ đáp lời cho Salomon rằng: Tôi đã nghe được lời vua sai nói với tôi. Mọi điều vua ước ao về gỗ bá hương và gỗ tòng thì tôi sẽ làm hết. Các đầy tớ tôi sẽ kéo gỗ ấy từ Liban đến biển, đóng bè thả biển cho đến nơi vua sẽ chỉ cho. Ở đó tôi sẽ xả nó ra và vua sẽ nhận lấy đem đi. Còn vua sẽ làm cho thỏa ý tôi mà cấp lương thực cho nhà tôi. Vậy Hiram cấp cho Salomon gỗ bá hương và gỗ tòng bao nhiêu tùy người muốn. Còn Salomon cấp cho Hiram 2 vạn cô rơ lúa mạch dùng làm lương thực cho nhà người và 20 cô rơ dầu rất trong. Đó là số Salomon cấp cho Hiram mỗi năm. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Salomon y như Ngài đã hứa với người. Hiram và Salomon hòa nhau và lập giao ước với nhau. Vua Salomon chiêu mộ trong cả Israel những người làm sâu, số là 3 vạn người, sai họ đi đến Liban, thay phiên mỗi tháng 10.000 người. Họ ở 1 tháng tại Liban và 2 tháng nơi nhà mình. Adoniram quản xuất người làm sâu. Salomon còn có 7 vạn người khiêng gánh và 8 vạn người đẽo đá trong núi, không kể những đốc công, số là 3.300 người mà Salomon đã đặt coi sóc công việc và sai khiến dân làm việc. Vua truyền họ lấy đá lớn, đá quý giá mà đẽo đi, đặng dùng làm nền của đền thờ. Các thợ của Salomon và của Hiram với người Gibelit đẽo đá và dọn cây cùng đá đặng cất đền. Chương 6. Xảy ra năm 480 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là năm thứ 4 của Salomon trị vì trên Israel, nhằm tháng Sip, nghĩa là tháng thứ 2, thì người cất đền của Đức Giê-hô-va. Cái đền mà vua Salomon cất cho Đức Giê-hô-va bề dài có 60 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 30 thước. Cái hiên cửa ở trước đền bề dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Vua cũng làm cho đền những cửa sổ có song, khuôn cây. Người cất những từng lầu
dựa vào vách tứ phía đền, tức là dựa vào vách chung quanh đền thờ và nơi thánh, cũng làm những phòng chung quanh đền. Từng dưới rộng 5 thước, từng giữa rộng 6 thước và từng trên rộng 7 thước. Vì vua cất sụt lui các vách vòng ngoài nhà, đặng tránh sườn xà hoành đâm vào vách đền. Khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi cất. Cửa vào các phòng từng thứ nhì, ở bên phía hữu của đền, người ta đi lên từng giữa bởi một cái thang khu ốc, rồi từ từng giữa lên từng thứ ba. Khi cất đền xong, thì Salomon lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ bá hương, cũng cất những tầng lầu cao 5 thước dựa vào tứ phía đền, dính với nhà bởi cây đà bá hương. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: Về nhà này mà ngươi đang xây cất, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, noi theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Ấy vậy, Salomon xây đền và làm cho hoàn thành. Người lấy ván bá hương đóng vách phía trong đền, từ đất cho đến trần, và lót nền đất bằng ván cây tùng. Từ cuối phía trong đền 20 thước, người đóng ngăn bằng ván bá hương, từ nền cho đến trần, đặng làm nơi chí thánh. Còn 40 thước kia làm tiền đường của đền thờ. Ở phía trong đền có gỗ bá hương chạm hình dưa ác và hoa mới nở, toàn là gỗ bá hương, không thấy đá. Còn nơi chí thánh, Salomon đặt ở phía trong đền, tận cuối trong, đặng để hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Phía trong nơi chí thánh có 20 thước bề dài, 20 thước bề ngang và 20 thước bề cao. Người bọc nó bằng vàng ròng và cũng bọc vàng bằng thờ bằng cây bá hương nữa. Salomon bọc vàng ròng tuồng trong của nhà và lấy xiềng vàng giăng trước nơi chí thánh và bọc bằng vàng. Người cũng bọc vàng toàn cả nhà, người cũng lót vàng khắp mặt bàn thờ ở đằng trước nơi chí thánh. Người làm cho nơi chí thánh hai cherubim bằng gỗ olive, bề cao 10 thước. Cánh này và cánh kia của mỗi cherubim có 5 thước, thế là 10 thước từ chót cánh này tới chót cánh kia. Cherubim thứ nhì cũng có 10 thước. Hai cherubim đều đồng một cỡ và một dáng với nhau. Cherubim này có 10 thước bề cao và cherubim kia cũng vậy. Salomon để hai cherubim tại nơi chí thánh ở trong cùng của đền. Cánh xòe ra thế nào cho một cánh của cherubim thứ nhất đụng trong vách này và một cánh của cherubim thứ nhì đụng vách kia. Còn hai cánh khác đều đụng nhau tại giữa nơi chí thánh. Người cũng bọc vàng cho hai cherubim. Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài, Salomon khiến chạm nổi lên hình cherubim, cây chà là và hoa nở, cũng phủ đất nhà bằng vàng bề trong và bề ngoài. Tại chỗ vào nơi chí thánh, người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ olive, thanh và cột choáng 1/5 của mặt tiền. Người khiến chạm nổi lên trên hai cánh cửa bằng gỗ olive ấy những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên hình cherubim và hình cây chà là. Về cửa đền thờ, người cũng làm cột bằng gỗ olive, choáng hết 1/4 của vách. Lại làm hai cánh cửa bằng gỗ tòng, mỗi cánh có hai miếng trám khép lại được. Salomon khiến chạm nổi lên những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên các vật chạm trổ. Người xây tường hành lang phía trong bằng 3 hàng đá chạm và 1 hàng cây xà gỗ bá hương. Năm thứ 4 nhằm tháng Xiếp, cái nền của đền thờ Đức Giê-hô-va đã đặt. Năm thứ 11 nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng 8, đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó theo kiểu đã ra. Salomon cất đền hết 7 năm. Chương 7. Salomon cũng cất cung điện mình xong mọi việc trong 13 năm.
người lại cất cái cung rừng Liban, bề dài 100 thước, bề ngang 50 thước và bề cao 30 thước, đặt trên 4 hàng cột bằng gỗ bá hương, có những sàn ngang bằng gỗ bá hương để trên những cột. Trần của các phòng bởi cột chống đỡ số là 45 cây, 15 cây mỗi dải đều đóng bằng ván gỗ bá hương. Có 3 dải phòng, cửa sổ đối ngang nhau, hết thảy cửa và cột đều vuông và các cửa sổ của 3 dải phòng đều đối mặt nhau. Người cất hiên cửa có trụ, bề dài 50 thước và bề rộng 30 thước. Trước hiên này có một hiên khác cũng có trụ và bực. Salomon cũng xây hiên để ngai, là nơi người xét đoán, và gọi là hiên xét đoán, rồi dùng ván gỗ bá hương lót từ nền đến trần. Cung của Salomon ở trong sân thứ nhì phía sau cửa hiên cũng xây một cách giống như vậy. Cũng xây cho con gái Pharaoh mà Salomon đã cưới một cái cung như kiểu của hiên này. Các cung điện này đều xây bằng đá quý, đục theo thước tấc, cưa xẻ hoặc bề trong hay bề ngoài, từ nền đến cổ bồng cây cột và cho đến vách cửa sân lớn đều cũng vậy. Cái nền thì bằng đá quý và lớn, có hòn thì 10 thước, hòn thì 8 thước. Trên các nền này lại còn những đá quý đục theo thước tấc và gỗ bá hương. Vách hành lang lớn, tứ vi, có 3 hàng đá chạm và 1 hàng cây đà bằng gỗ bá hương, y như hành lang phía trong của đền Đức Giê-hô-va và y như cửa hiên đền. Vua Salomon sai người đòi Hiram ở Tyre đến. Người là con trai của một đàn bà quá về chi phái Nephtali, còn cha là người Tyre làm thợ đồng. Hiram đầy sự khôn ngoan, thông hiểu, có tài làm các thứ công việc bằng đồng. Người đến vua Salomon và làm mọi công việc người. Người làm 2 cây trụ bằng đồng. Cây thứ nhất cao 18 thước và một sợi dây 12 thước đo bề tròn của cây thứ nhì. Người đúc 2 đầu trụ bằng đồng, đặt nó trên chót trụ. Bề cao đầu trụ này là 5 thước, bề cao đầu trụ kia cũng là 5 thước. Những mặt võng xe lại và những dây hoa tréo như dây chuyền nhỏ trang điểm đầu trụ đặt ở trên chót trụ. Có 7 dây hoa cho đầu trụ này và 7 dây hoa cho đầu trụ kia. Hiram vấn chung quanh mặt võng này 2 hàng trái lựu đặng trang sức cho đầu trụ này và cũng làm như vậy cho đầu trụ kia. Những đầu trụ ở trên các cây trụ trong hiên cửa đều có hoa huệ ở chót cao 4 thước. Những đầu trụ ở trên trụ nảy ra liền thân trên nơi bầu bên phía kia mặt võng. Có 200 trái lựu sắp 2 hàng vòng chung quanh 2 đầu trụ. Hiram dựng những cây trụ trong hiên cửa đền thờ. Người dựng cây trụ bên hữu và đặt tên là Gia-kin. Đoạn dựng cây trụ bên tả đặt tên là Bô-ách. Trên chót trụ thì chế hình hoa huệ. Công việc làm những cây trụ đều hoàn thành là như vậy. Người cũng làm biển đúc hình tròn cao 5 thước. Từ mép này đến mép kia có 10 thước. Một sợi dây 30 thước đo vòng tròn của nó. Dưới mép biển có 2 hàng dưa ác vây chung quanh, cứ mỗi thước 10 trái, đúc liền một với biển. Biển để kê trên 12 con bò, 3 con hướng về bắc, 3 con hướng về tây, 3 con hướng về nam và 3 con hướng về đông. Biển thì đặt trên lưng các con bò ấy và phía sau thân con bò đều xây vào trong. Biển dài 1 gang tay và mép làm giống mép chén và cách như bông huệ. Nó đựng 2000 bát. Người cũng làm 10 viên tán đồng, mỗi viên 4 thước bề dài, 4 thước bề ngang và 3 thước bề cao. Các viên tán làm cách này, có những miếng trám đóng vào khuôn. Trên các trám đóng vào khuôn này có hình sư tử, bò và cherubim. Nơi triên trên cũng có như vậy. Còn nơi triên dưới sư tử và bò có những dây hoa thòng. Mỗi viên tán có 4 bánh xe đồng với cốt đồng. Và nơi 4 góc có những cái đế đúc để chịu cái chậu và những dây hoa ở bên mỗi cái đế.
Giữa viên tán trên đầu trụ có một miệng tròn sâu một thước và rộng một thước rưỡi. Cái miệng này cũng có hình chạm trổ, còn các miếng trám thì vuông chứ không phải tròn. Bốn bánh xe đều ở dưới những miếng trám, và các cốt bánh xe thì đóng vào viên tán. Mỗi bánh xe cao một thước rưỡi. Bánh làm như bánh của cái cổ, trục, vành, căm và tum nó đều đúc cả. Có bốn con bọ ở nơi bốn góc của mỗi viên tán và liền với tán. Đầu viên tán hình tròn nhọn và cao nửa thước, nó cũng có biên và trám. Trên mặt biên và trám của đế, tại nơi trống của mỗi biên và trám chừa ra, Hiram chạm những cherubim, sư tử, cây chà là và dây hoa chung quanh. Người theo kiểu này mà làm 10 viên tán, đúc một thứ một cỡ và một dáng với nhau. Người cũng làm 10 cái thùng bằng đồng, mỗi cái chứa 40 bát. Mỗi thùng có 4 thước và để trên một tán của 10 cái tán. Người sắp đặt tán như vậy: 5 cái về bên hữu đền và 5 cái về bên tả. Còn biển, người để nơi bên hữu đền về hướng đông nam. Người cũng làm chảo, vá và ảng. Vậy, Hiram làm xong mọi công việc cho Salomon trong đền của Đức Giê-hô-va, tức là 2 cây trụ, 2 đầu trụ tròn trên đỉnh trụ, 2 tấm mặt võng bao 2 đầu trụ tròn luôn với đỉnh trụ, 400 trái lựu sắp 2 hàng vòng chung quanh mặt võng bao 2 đầu trụ tròn nơi đỉnh trụ, 10 viên tán và 10 cái bồn trên tán, biển đúc nguyên miếng một và 12 con bò để dưới biển, chảo, vá và ảng. Các khí dụng này mà Hiram làm cho Salomon trong đền Đức Giê-hô-va đều bằng đồng đánh bóng. Vua biểu đúc các vật đó tại đồng bằng Giô-đanh, trong một nơi đất sét giữa Su-cốt và xác than. Salomon không cân một món nào trong các khí dụng ấy, bởi vì nhiều quá, người không xét sự nặng của đồng. Salomon lại làm những khí dụng cho đền Đức Giê-hô-va là bàn thờ vàng, những bàn bằng vàng để bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng đặt trước nơi chí thánh, 5 cái ở bên hữu và 5 cái ở bên tả, cùng hoa, thép đèn và cái nĩa bằng vàng, những chén, dao, chậu, muỗng và đồ đựng tro bằng vàng ròng, những chốt cửa hoặc dùng cho cửa của nhà phía trong hoặc nơi chí thánh, hay là dùng cho cửa của đền thờ thì đều bằng vàng. Các công việc mà Salomon làm cho nhà Đức Giê-hô-va đều được hoàn thành là như vậy. Đoạn Salomon sai đem các vật mà David cha người đã biệt ra thánh, tức là bạc, vàng, các thứ khí dụng, và để trong kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Chương 8. Bấy giờ Salomon vời đến mình ở tại Jerusalem các trưởng lão Israel, hết thảy các quan trưởng của chi phái và những trưởng tộc của Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành của David, tức là Si-ôn. Trong lúc lễ nhằm tháng Ethanin là tháng 7, hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Khi các trưởng lão Israel đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va dời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã hiệp với người và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của lễ rất nhiều, không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí thánh dưới cánh cherubim, vì các cherubim dương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đoàn khiêng. Các đoàn khiêng dài đến nỗi người ta từ nơi thánh ở trước nơi chí thánh có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đoàn ấy ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm chỉ có 2 bảng đá mà Môi-se đã để tại núi Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi xứ Ai Cập. Sải khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh,
bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Bây giờ Sa-lô-môn nguyện rằng: Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời. Đoạn, vua xây mặt lại và chúc phước cho hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói rằng: Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta, và bởi tay Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng: Từ ngày ta đã đem Israel ta ra khỏi Ai Cập, ta không chọn thành nào trong các chi phái Israel đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự, nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel ta. Vả David cha ta có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với David cha ta rằng: Khi ngươi có ý xây đền cho danh ta thì lấy làm thậm phải. Song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi do lòng ngươi sinh ra sẽ cất đền cho danh ta. Vậy Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán: Vì ta kế vị David cha ta ngồi trên ngôi Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền này cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó ta đã dọn một chỗ để hòm. Trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, bèn giơ tay lên trời mà rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. Vậy hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ôi, ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi rằng: Nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình, đi ở trước mặt ta y như ngươi đã đi, thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi đặng ngồi trên ngôi nước Israel đâu. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa trời, dầu đến đổi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đói đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này, là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó, đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa hướng nơi này mà cầu. Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải ở nơi ngự của Chúa tại trên các từng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tớ Chúa mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó, và xưng công bình cho người công bình, và thưởng người tùy theo sự công bình của người. Khi dân Israel của Chúa vì cớ phạm tội với Chúa bị kẻ thù nghịch đánh được, nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Chúa trong đền này,
thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Nếu các tầng trời bị đóng chặt không có mưa bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ sảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bệnh gì, nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình mà giơ tay ra hướng về đền này và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và tha thứ cho, đối đãi báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, về khách lạ là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến, vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Chúa. Khi người đến cầu nguyện trong nhà này, xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như dân Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Khi dân của Chúa đi chiến trận cùng quân thù nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn và về đền tôi đã cất cho danh Ngài, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe các lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực quyền lợi cho họ. Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa, vì không có người nào chẳng phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù nghịch. Khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa hoặc gần, ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn năn và nài xin Chúa mà rằng, chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nhược bằng, tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa. Thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và binh vực quyền lợi cho họ, tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng Ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ, vì dân Israel vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa mà Chúa đã đem ra khỏi Ai Cập, tức khỏi giữa lò sắt. Nguyện Chúa đoái xem kẻ tôi tớ Chúa và dân Israel của Ngài, dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ mỗi lần họ kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa đã phân cách họ khỏi các dân tộc trên đất để họ làm cơ nghiệp Chúa, y như Chúa đã phán bởi miệng Môi-se là tôi tớ Chúa, khi Chúa đem tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Khi Sa-lô-môn đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin này xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, khỏi nơi người đã quỳ, tay giơ lên trời. Người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Israel mà rằng: đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài tùy theo các lời Ngài đã hứa. Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se kẻ tôi tớ Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi. Nguyện Ngài dục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường lối Ngài, giữ những điều răn, luật pháp và mạng lệnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi.
Ước gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày đêm vũ lòng nhớ đến các lời ta đã nài xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy, Đức Giê-hô-va binh vực quyền lợi của tôi tới Ngài và của dân Israel, hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác. Vậy các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay. Vua và cả Israel đều dâng các của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Salomon dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va 22.000 con bò đực và 12.000 con chiên. Vua và cả dân Israel đều dự lễ khánh thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân các của lễ thiêu, của lễ chay và mở về của lễ thù ân, bởi vì bàn thờ bằng đồng để trước đền của Đức Giê-hô-va là nhỏ quá, đựng các của lễ thiêu, của lễ chay và mở về của lễ thù ân không đặng. Trong lúc đó, Salomon và cả dân Israel, một hội chúng rất lớn, ở từ miền Hamat cho đến khe Egypto, hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà giữ lễ trong 7 ngày, lại 7 ngày khác nữa, cộng 14 ngày. Ngày thứ 8, vua cho dân sự về. Dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David kẻ tôi tớ Ngài, và cho Israel, dân sự của Ngài. Chương 9. Khi Salomon đã cất xong nhà của Đức Giê-hô-va, cung điện và mọi sự người muốn cất, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người lần thứ nhì, y như Ngài đã hiện ra cùng người tại Ga-ba-ôn. Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Ta đã nhậm lời cầu nguyện nài xin của ngươi thưa trước mặt ta. Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất, để cho danh ta ngự tại đó đời đời. Mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi. Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng mà làm theo các điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những luật lệ và mạng lệnh của ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Israel, y như ta đã hứa cùng David cha ngươi mà rằng: Ngươi sẽ chẳng hề thiếu kẻ hậu tự ngươi ngồi trên ngôi Israel. Nhưng nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ ta, không giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc những thần khác và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ trút Israel khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh, và Israel sẽ trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân. Còn đền này, dầu cao giường nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng chê bai mà rằng: Cớ sao Đức Giê-hô-va có làm cho xứ này và đền này như vậy? Người ta sẽ đáp rằng: Ấy vì chúng nó đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, là đấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Họ theo các thần khác, thờ lại các thần ấy và hầu việc chúng nó. Vì cớ đó, Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ các tai họa này. Xảy ra vừa chẳng 20 năm khi Salomon đã xây xong hai cái nhà, tức là đền của Đức Giê-hô-va và cung điện vua, thì bây giờ vua Salomon ban cho Hiram vua Tyre 20 thành ở xứ Galilee, vì Hiram có cấp cho Salomon gỗ bá hương, gỗ tùng và vàng tùy người muốn bao nhiêu. Hiram từ Tyre đến đặng xem các thành mà Salomon đã ban cho mình, nhưng các thành đó chẳng đẹp lòng người, và người nói rằng: Hỡi anh, những thành mà anh cho em đó là cái gì? Rồi người gọi các thành ấy là xứ Kabul, hãy còn gọi như vậy đến ngày nay. Vả, Hiram đã gửi cho vua Salomon 120 ta lân vàng. Này là cớ sao Salomon đã bắt sâu đặng xây cất đền Đức Giê-hô-va và cung điện mình luôn với Milo, vách thành Jerusalem, Hát-so, Megiddo và Gê-se. Pharaon, vua của Ê-díp-tô, đã đi lên chiếm lấy Gê-se, thiêu đốt nó và giết những dân Canaan ở trong thành, rồi ban thành ấy làm của vu quy cho con gái mình là vợ Salomon.
Vậy Salomon xây thành Gê-xe, Bết Hô-rôn dưới, Ba-lát và Tác-mốt tại trong đất rừng của xứ. Lại xây các thành có những kho trữ lương phạn của Salomon, những thành để xe cộ, những thành cho quân kỵ và mọi điều gì đẹp lòng Salomon xây cất tại Jerusalem, trong Liban và trong cả xứ phục dưới quyền người. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc về dân Israel, tức là các con cháu của chúng nó còn lại ở trong xứ mà dân Israel không đủ sức diệt hết được, thì Salomon bắt phụ làm sâu dịch cho đến ngày nay. Nhưng Salomon không bắt dân Israel làm tôi mọi, song họ làm binh chiến, tôi tớ, quan trưởng, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về các quan trưởng đặt lên coi sóc các công việc của Salomon, số là 550 người, họ cai trị dân làm công việc. Con gái Pharaoh ở thành David đi lên cung mà Salomon đã xây cất cho nàng. Bấy giờ người xây cất Milo. Mỗi năm ba lần, Salomon dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân trên bàn thờ mà người đã đóng cho Đức Giê-hô-va và sông hương trên bàn thờ đã đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Người xây xong đền thờ là như vậy. Vua Salomon cũng sắm sửa một đoàn tàu tại Esion-Gebe gần Elot trên mé biển đỏ trong xứ Edom. Hiram sai những tôi tớ mình, tức những thủy thủ, thông thạo về nghề đi biển, đến trong đoàn tàu đó đặng giúp tôi tớ của Salomon. Họ đi Ophir đem về cho Salomon 420 ta lân vàng. Chương 10. Khi nữ vương Sheba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó nhẫn nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn này mà làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đàn cầm và đàn sắt cho con hát. Từ đó chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn dường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lệ thường của vua. Đoạn bà và các tôi tớ bà lên đường trở về xứ mình. Vàng mà vua Salomon thâu nhận mỗi năm cân đến 676 ta lân, không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán dông và nơi sự đổi chác của kẻ thương mại, cùng vàng mà các vua Arabi và các quan tổng đốc của xứ đem nộp.
vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siết lơ vàng, lại làm 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 3 min vàng. Vua để các khiên ấy trong đền rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng. Ngai này có 6 nấc, thân cao ngai phía sau thì tròn, mỗi phía ngai có thanh nâng tay và 2 con sư tử đứng kề. Lại có 12 con khác đứng trên 6 nấc nơi hữu và tả, chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Hết thảy các chén uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Liban đều cũng bằng vàng ròng, chẳng có chi là bạc. Trong đời vua Salomon, người ta chẳng kể bạc là chi. Vì đoàn tàu Tarishi của vua mỗi 3 năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hiram, đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dân vật mình tiến cống cho vua. Nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo sống, binh khí, thuốc thơm, ngựa và la. Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ, có 1.400 xe và 12.000 lính kỵ để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi Ai Cập mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ai Cập và dẫn về Jerusalem giá đáng 600 siết lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siết lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 11. Ngoài con gái của Pharaon, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon chiếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Vì Salomon cúng thờ Ác-tạc-tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh-côn là thần đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Như vậy, Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bây giờ, Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab, và cho mo lóc, vật đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Salomon, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ David cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại, ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó, song vì cớ David đầy tớ ta và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù nghịch cùng Salomon là Hadad người Edom, vốn dòng dõi vua Edom. Và trong lúc David đánh dẹp Edom, thì Joab là tổng binh đi lên chôn các kẻ thác và giết hết thảy người nam trong Edom. Joab
và cả Israel ở lại đó 6 tháng, cho đến khi người đã giết hết thảy người nam trong Edom. Lúc bấy giờ, Hadad chạy trốn cùng mấy người Edom là tôi tớ của cha người, đặng đến ở Egypto. Hadad hãy còn thơ ấu. Chúng đi từ Madian đến Pharan, đoạn bắt mấy người Pharan theo mình mà đi đến Egypto, ra mắt Pharaon vua xứ Egypto. Vua cấp cho Hadad nhà ở, lương thực và đất ruộng. Hadad được ơn nhiều trước mặt Pharaon. Vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng hậu Tác-bê-nê. Em của Tác-bê-nê sanh cho Hadad một con trai tên là Genubat. Tác-bê-nê dứt sữa nó tại trong đền Pharaon. Như vậy, Genubat ở tại trong đền Pharaon giữa các con trai của vua. Khi Hadad ở Egypto hay rằng David đã an giấc cùng các tổ tiên người và Joab quan tổng binh đã thác, thì người tâu cùng Pharaon rằng: xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi. Pharaon đáp với người rằng: ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao nên ao ước trở về trong xứ mình như vậy? Người thưa rằng: chẳng thiếu chi, dầu vậy xin cho tôi đi. Đức Chúa Trời lại khiến dấy lên một kẻ thù nghịch khác là Rê-xôn, con trai Eliada, đã chạy trốn khỏi chúa mình là Hadadese vua Soba. Khi David giết quân vua Soba, thì người ấy nhóm người ta chung quanh mình và làm đầu bọn đó đi đến thành Đa-mách, bèn ở tại đó và quản trị thành ấy. Rê-xôn làm kẻ cừu địch cùng Israel trọn đời Salomon. Ngoài ra sự hại mà Hadad đã làm, người cai trị nước Syria và ghen ghét Israel. Jeroboam, con trai của Nebat người Ephraim ở đất Sereda, là tôi tớ của Salomon, cũng giấy nghịch với người. Mẹ người quá bụa, tên là Seruha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua. Salomon xây cất Milo, lấp vá lại nơi hư lũng của thành David là cha người. Vả Jeroboam là một người mạnh dạn và tài năng. Salomon thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph. Xảy trong lúc đó, Jeroboam ở Jerusalem đi ra, gặp tiên tri Ahia ở Shiloh tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahia bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm 12 miếng. Đoạn người nói với Jeroboam rằng: hãy lấy 10 miếng về phần ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Salomon và trao cho ngươi 10 chi phái của nước ấy. Nhưng vì cớ David kẻ tôi tớ ta và vì cớ Jerusalem thành ta đã chọn giữa các chi phái Israel, nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người. Ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lại ác tạc tê, nữ thần của dân Sidon, Kê Mốt, thần xứ Moab và Minh Côm, thần của dân Ammon. Chúng nó không đi theo các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật lệ và điều răn ta, y như David cha của Salomon đã làm. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Salomon, song vì David kẻ tôi tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì David đã giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, mà trao cho ngươi 10 chi phái. Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Jerusalem thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó, David kẻ tôi tớ ta hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel, ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi David, nhưng chẳng phải đời đời. Salomon tìm thế giết Jeroboam, nhưng Jeroboam chạy trốn qua Egypto đến cùng Sisak vua Egypto, rồi người ở tại Egypto cho đến chừng Salomon băng hà.
Còn các điều khác về chuyện Salomon, mọi việc người, sự khôn ngoan của người, thảy đều đã chép trong sách hành trạng của Salomon. Salomon ở Jerusalem cai trị trên cả Israel trong 40 năm. Đoạn Salomon an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn trong thành David cha người. Roboam, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 12. Roboam đến Sichem vì cả Israel đã hiệp lại tại Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam, con trai của Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto, là nơi người trốn để thoát khỏi vua Salomon. Người ta sai tìm người tại đó. Jeroboam cùng cả hội chúng Israel đều đến tâu với Roboam rằng: "Thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá. Nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua." Người đáp với chúng rằng: "Hãy lui về, trong 3 ngày sẽ trở lại cùng ta." Dân sự bèn lui về. Vua Roboam bàn với các trưởng lão đã hầu hạ Salomon cha mình trong lúc người còn sống mà rằng: "Các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự này làm sao?" Chúng thưa lại rằng: "Nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi." Nhưng Roboam không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình mà rằng: "Dân sự này đã tâu với ta rằng: hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao?" Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng: "Dân sự này đã tâu với vua rằng: thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy: ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Vậy cha ta đã gác một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp." Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đi đến Roboam y như vua đã biểu rằng hãy trở lại cùng ta trong 3 ngày. Vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm, không kể các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu các kẻ trai trẻ, mà đáp lại cùng chúng rằng: "Cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp." Như vậy, vua không khứng nghe lời dân sự, vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng nghiệm lời ngài cậy Ahijah ở Silo mà phán cho Jeroboam con trai của Nebat. Khi cả Israel thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng: "Chúng ta có phần gì cùng David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Isai. Hỡi Israel, hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ rày ngươi khá coi chừng nhà của ngươi." Như vậy Israel đều rút về các trại của họ. Nhưng về dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị họ. Bây giờ Roboam sai Adoram là người coi sóc việc cống thuế đến cùng chúng, nhưng cả Israel ném đá người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy Israel phản nghịch nhà David cho đến ngày nay. Khi dân Israel hay rằng Jeroboam đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình và lập người làm vua trên cả Israel. Chỉ có chi phái Juda cứ theo nhà David mà thôi. Roboam đến Jerusalem, nhóm hết thảy nhà Juda và chi phái Benjamin, số là 180.000 người lính chiến kén chọn, toàn tranh chiến cùng nhà Israel, đặng bắt nước phục lại Roboam con trai Salomon. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Shemaiah người của Đức Chúa Trời rằng: "Hãy nói cùng Roboam, con trai Salomon vua Juda, cùng hết thảy nhà Juda, Benjamin và phần dân sự còn lại mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel,
mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự này bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va mà trở về theo mạng lệnh của Ngài. Jeroboam bèn xây cất Sichem trên núi Ephraim và ở tại đó. Đoạn từ đó, người đi ra xây cất Phenuen. Bây giờ Jeroboam nói thầm rằng, hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam, vua Giuđa. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam, vua Giuđa. Vậy vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng, các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Ngươi đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Jeroboam cũng cất chùa miếu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ không thuộc về chi phái Lê-vi. Người lại định lập trong tuần tháng 8 ngày rằm một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa và người dân các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên, tế lễ cho hai bò con mà người đã làm nên, lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất. Ngày rằm tháng 8, tức là tháng người tự chọn lấy, Jeroboam đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên. Người lập một lễ cho dân Israel, rồi đi lên bàn thờ đặng sông hương. Chương 13. Đang khi Jeroboam đứng gần bàn thờ đặng sông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giuđa vâng mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên. Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, quở trách bàn thờ mà nói rằng, hỡi bàn thờ, Đức Giê-hô-va phán như vậy, một đứa con trai sẽ sinh ra cho nhà David, tên nó là Josia. Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao là người sông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt của người chết. Trong ngày đó, thầy tiên tri tỏ một dấu lạ rằng, này là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán, bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống đất. Khi vua Jeroboam nghe lời hăm dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên, thì người giơ tay ra trên bàn thờ mà bảo rằng, hãy bắt nó đi. Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên tri bèn trở nên khô, không thể co lại vào mình được. Bàn thờ cũng nứt ra và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bây giờ, vua cất tiếng nói với người của Đức Chúa Trời rằng, xin hãy nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cầu nguyện cho ta, hầu cho tay ta được lại như cũ. Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va, thì tay vua bèn co vào được, trở lại y như trước. Vua bèn nói cùng người của Đức Chúa Trời rằng, ngươi hãy về cung với ta, đặng bổ sức lại, và ta sẽ dâng cho ngươi một lễ vật. Người của Đức Chúa Trời đáp lại cùng vua rằng, dẫu vua ban cho tôi phân nửa gia sản vua, tôi cũng chẳng vào cung với vua hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta như vậy rằng, ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về. Ấy vậy, ngươi đi đường khác, chẳng trở lại đường người đã bắt đi đến Bê-tên. Vả, có một tiên tri già ở tại Bê-tên. Một con trai người đến học lại cho người mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm tại Bê-tên trong ngày đó và các lời người đã nói với vua. Người cha nghe lời thuật này thì hỏi con mình rằng, người ấy đi đường nào? Các con trai người chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Giuđa đã noi đi về. Người bèn nói cùng các con trai mình rằng, hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa, rồi người lên cởi đi theo người của Đức Chúa Trời. Gặp người ngồi dưới gốc cây thông thì nói rằng, có phải ngươi là người của Đức Chúa Trời ở Giuđa đến chăng? Người đáp, ấy là tôi. Tiên tri già tiếp rằng, hãy đến nhà với ta đặng dùng bữa. Nhưng người đáp lại rằng, tôi chẳng thể trở về với ông, cũng chẳng thể vào nhà ông,
hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông tại nơi này cũng không đặng. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng, ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước tại nơi đó, và cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đã bắt đặng đi đến. Người kia lại tiếp rằng, ta cũng là tiên tri như ngươi. Vả một thiên sứ vâng lệnh Đức Giê-hô-va có phán với ta rằng, hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Người của Đức Chúa Trời bèn trở lại với người ăn và uống tại nhà người. Khi hai người đang ngồi bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri đã đem người về. Người liền kêu la cùng người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến mà rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va, không giữ theo mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi, nhưng đã trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã cấm không cho ăn bánh hay uống nước tại đó, thì xác chết ngươi sẽ chẳng được chôn trong mồ mả của tổ phụ ngươi. Khi đã ăn uống xong, tiên tri già bèn thắng lừa cho tiên tri mình đã dẫn về. Người liền đi. Dọc đường, người gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thấy người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thây. Có người đi ngang qua thấy thây nằm sải trên đường và con sư tử đứng kề bên, thì đi đến trong thành của tiên tri già ở, thuật lại điều mình đã thấy. Khi tiên tri già là người đã khiến người của Đức Chúa Trời trở bước lại nghe điều ấy bèn nói rằng, ấy là người của Đức Chúa Trời đã phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va. Bởi vậy cho nên Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử phân xé và giết đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đoạn, người biểu các con trai mình rằng hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa. Người đi, gặp xác chết nằm trên đường, con lừa và con sư tử ở hai bên. Con sư tử không ăn xác chết và không phân xé con lừa. Tiên tri già cất xác của người Đức Chúa Trời lên, chở trên con lừa, đem về vào trong thành mình, đặng than khóc và chôn người. Người chôn xác ấy trong mộ mình, rồi khóc người mà rằng, thương ôi, anh ôi. Sau khi chôn xác rồi, người nói với các con trai mình rằng, khi nào ta chết, các con hãy chôn ta vào mã đã chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt ta ở bên hài cốt người. Vì các lời hăm dọa người vâng mạng Đức Giê-hô-va mà nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các chùa miễu tại trên những nơi cao ở trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm. Sau việc ấy, Jeroboam không trở lại con đường ác mình, nhưng người lại lập cho các nơi cao những thầy tế lễ chọn trong đám dân sự. Phàm ai tình nguyện thì được người biệt riêng ra làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Nhưng vì cớ ấy, nhà Jeroboam phạm tội, đến đổi bị diệt khỏi mặt đất. Chương 14. Trong lúc đó, Abia, con trai của Jeroboam đau. Jeroboam nói với vợ mình rằng, ta xin ngươi hãy trỗi dậy, giả dạng khác đi, cho người ta không biết người là vợ ta. Ngươi hãy đi đến Silo, tại đó có tiên tri Ahia, là đấng đã nói trước về ta rằng, ta sẽ làm vua của dân sự này. Ngươi phải lấy đem theo 10 ổ bánh, những bánh ngọt và một bình mật ong. Rồi hãy đi đến người, người sẽ nói cho ngươi điều phải xảy đến cho con trẻ. Vợ Jeroboam làm theo vậy, đứng dậy đi đến Silo và tới nhà Ahia. Vả Ahia không thấy được, bởi vì tuổi già làm cho mắt người mù lòa. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng, kìa, vợ của Jeroboam đến cầu hỏi ngươi về con trai nó đang đau. Ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này thế này. Khi đến, nàng sẽ giả dạng làm một người khác. Khi nàng bước qua ngạch cửa cái, Ahia nghe tiếng bước người thì nói rằng, hỡi vợ vua Jeroboam, hãy vào. Cớ sao ngươi giả làm người khác? Ta chịu sai báo cho ngươi một tin dữ. Hãy đi tâu với Jeroboam. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã cất ngươi lên từ giữa dân sự, lập ngươi làm vua trên dân Israel ta. Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không bắt chước David kẻ tôi tớ ta,
là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiên bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc, đặng chọc giận ta và đã chối bỏ ta. Bởi cớ đó, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do. Ta sẽ diệt hết khỏi trong Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thế thì hãy đứng dậy trở về nhà ngươi. Vừa khi ngươi đặt chân vào thành thì con ngươi sẽ chết. Cả Israel sẽ than khóc và chôn nó. Trong nhà Jeroboam chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mồ mả, vì trong gia quyến Jeroboam chỉ thấy nơi nó có chuốc lòng tốt đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một vua trên Israel, người sẽ diệt hết nhà Jeroboam. Mà sao? Việc đã xảy đến rồi. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, trút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ và làm tán lạc họ phía bên kia sông cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội Jeroboam đã phạm, tức tội khiến cho dân Israel can phạm, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay thù nghịch. Vợ của Jeroboam đứng dậy đi và đến tiệc xa. Nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. Người ta chôn nó và cả Israel đều than khóc nó theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tôi tớ Ngài là Ahija đấng tiên tri mà phán. Mọi công việc khác của Jeroboam làm, tức là sự tranh chiến và cuộc trị vì của người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm, đoạn người ăn giấc cùng các tổ phụ mình và Nadab, con trai người, kế vị người. Roboam, con trai của Salomon cai trị Juda. Khi lên ngôi, người đã được 41 tuổi. Người trị vì 17 năm tại Jerusalem là thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh Ngài ngự tại đó. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội phạm, chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ mình đã làm. Vì những người Juda cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng ác tạc tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm. Cũng có những bợm vĩ gian ở trong xứ. Chúng bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Năm thứ năm đời Roboam trị vì, Sisak vua Ai Cập đi lên đánh Jerusalem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua. Người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho các khiên ấy, giao cho các quan làm đầu thị vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy. Đoạn họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ. Các công việc khác của Roboam và mọi việc người đã làm đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Và Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau luôn luôn. Roboam an giấc với tổ phụ người và được chôn với họ tại trong thành David. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Abiyam, con trai người, kế vị người. Chương 15. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam con trai Nebat thì Abiyam lên ngôi làm vua Juda. Người trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ người tên là Maaka, con gái của Abishalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người và lòng người không trọn lành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, như thể lòng David tổ phụ người. Nhưng vì cớ David, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem, lập con trai người làm kẻ kế vị người
và khiến cho Jerusalem còn hoài. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Và Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am đánh giặc nhau trọn đời mình. Các công việc khác của Abiyam, mọi việc người làm, đều chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa. Abiyam và Giê-rô-bô-am cũng đánh giặc nhau. Abiyam an giấc với tổ phụ mình, và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Năm thứ 20, đời vua Giê-rô-bô-am là vua Israel, thì Asa lên ngôi làm vua Giu-đa. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội người tên là Ma-a-ca, con gái của Abishalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại, người cũng cất chức thái hậu khỏi Ma-a-ca bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tạc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Sết-rôn. Xong, người không trừ bỏ các nơi cao. Dầu vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức Giê-hô-va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Asa, vua Giu-đa và Ba-ê-sa, vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Ba-ê-sa, vua Israel đi lên đánh Giu-đa, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa, vua Giu-đa không ra vào nơi Asa, vua Giu-đa được. Khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho nơi cung của vua, giao cho đầy tớ mình. Đoạn sai họ đến Ben-Hadad, con trai Táp-ri-môn, cháu Hê-si-ôn, vua Syria ở Đa-mách mà nói rằng: chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa, ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng. Hãy đi phá lời giao ước của ông với Ba-ê-sa, vua Israel, để hắn gian xa ta. Ben-Hadad nghe lời vua Asa, bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Iyon, Dan, Aben-Bet-Maka và cả xứ Kinneroth với xứ Nephtali. Ba-ê-sa hay được điều đó, liền thôi xây đắp đồn Rama mà rút về ở tại Tiệt-sa. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Giu-đa, không trừ một ai. Chúng đem đi những đá và gỗ mà Ba-ê-sa đã dùng xây đắp đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy đặng xây cất Gê-ba trong xứ Benjamin và Mít-ba. Các công việc khác của Asa, quyền thế của người, mọi việc người làm và các thành người xây cất đều đã chép trong sử ký của các vua Giu-đa. Khi người đã già rồi thì đau chân. Asa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn với họ trong thành David tổ tiên người. Giô-sa-phát, con trai người, kế vị người. Năm thứ 2, đời Asa, vua Giu-đa. Nadab, con trai Jeroboam lên ngôi làm vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel can phạm nữa. Ba-ê-sa, con trai Ahiya về nhà Isaka làm phản người. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibethon vốn thuộc về dân Philistin thì Ba-ê-sa giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ 3 đời Asa vua Giu-đa mà Ba-ê-sa giết Nadab và trị vì thế cho người. Vừa khi người lên ngôi làm vua thì giết hết thảy người thuộc về nhà Jeroboam, không để sót một ai, đến nỗi đã diệt hết trong nhà Jeroboam theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ahiya, kẻ tôi tớ ngài ở Silo mà phán ra. Ấy vì cớ tội lỗi của Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các công sự khác của Nadab, mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel.
Vả Asa vua Juda và Baesha vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Năm thứ ba đời Asa vua Juda thì Baesha con trai Ahia lên làm vua cả Israel. Người ở tại Tiệt Sa và cai trị 24 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Chương 16. Bây giờ, lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jehu, con trai của Hanani, nghịch cùng Ba-e-sa mà rằng: Ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân Israel ta. Song ngươi đã đi theo đường của Jeroboam, xui cho dân Israel ta phạm tội, và vì tội chúng nó chọc giận ta. Nhưng vì cớ ấy, ta sẽ quét sạch Ba-e-sa và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam con trai của Nê-bát vậy. Phàm kẻ nào thuộc về Ba-e-sa chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, phàm kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Các công việc khác của Ba-e-sa, những việc người làm và quyền thế người đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Ba-e-sa an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Tiệt Sa. Ê-la con trai người kế vị người. Lời của Đức Giê-hô-va lại cậy tiên tri Jehu con trai Hanani mà phán nghịch cùng Ba-e-sa và nhà người. Chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận, và vì làm giống như nhà của Jeroboam, mà lại bởi vì người đã hủy diệt nhà ấy. Năm thứ 26 đời Asa vua Juda thì Ê-la con trai Ba-e-sa lên làm vua Israel. Người ở tại Tiệt Sa và cai trị 2 năm. Simri kẻ tôi tớ Ê-la làm tướng coi phân nửa xe binh làm phản người. Ê-la ở Tiệt Sa uống say sưa trong nhà Ạc-sa là quan cai đền người tại thành ấy. Simri bèn vào giết người, nhằm năm 27 đời Asa vua Juda và cai trị thay cho người. Sảy khi Simri vừa lên ngôi làm vua thì người giết hết thảy nhà Ba-e-sa, chẳng để lại một nam đinh nào hết, hoặc bà con hay là bằng hữu người cũng vậy. Vì các tội lỗi mà Ba-e-sa và Ê-la con trai người đã phạm, tức là tội đã gây cho Israel can phạm, và vì các sự hư không của chúng nó chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên Simri diệt hết cả nhà Ba-e-sa, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Jehu là đấng tiên tri mà phán ra cho Ba-e-sa. Các công việc khác của Ê-la và mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Năm thứ 27 đời Asa vua Juda thì Simri lên ngôi làm vua 7 ngày tại Tiệt Sa. Bây giờ quân lính Israel đang vây Gibethon là thành vốn thuộc về dân Philistin. Khi đạo binh hay tin này rằng Simri đã phản nghịch và giết vua, thì cũng một ngày đó trong dinh, cả Israel đều lập Omri là quan tổng binh làm vua trên Israel. Omri và cả Israel bèn từ Gibethon đi lên vây Tiệt Sa. Sảy khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua rồi chết, vì những tội lỗi người đã phạm, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Jeroboam và phạm tội Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho Israel can phạm. Các chuyện khác của Simri, sự người làm phản, đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Bây giờ dân Israel chia làm 2 phe. Phe này theo Tiếp-ni con trai Ghi-nát và muốn lập người làm vua. Phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng hơn phe theo Tiếp-ni con trai Ghi-nát. Vậy Tiếp-ni chết và Omri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Juda thì Omri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm. Người trị vì 6 năm tại Tiệt Sa. Đoạn, người mua hòn núi Samari của Sê-me giá là 2 ta-lân bạc. Trên núi ấy, người cất một cái thành lấy tên Sê-me là tên chủ núi Samari mà đặt tên cho thành. Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiên bối người. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Jeroboam con trai của Nê-bát phạm tội mà Jeroboam đã phạm,
tức tội đã gây cho dân Israel can phạm và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các chuyện khác của Omri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Omri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asa vua Juda thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel. Người ở Samari cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel, con gái Ết-ba-anh vua dân Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miếu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tặc tê. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hien ở Bethel xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Segub, con út mình. Theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra. Chương 17. Eli ở Thi-sê-bê là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với Ahab rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông và ẩn ngươi bên khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy Eli đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rep-ta, thành thuộc về Si-đôn và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rep-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến đổi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình.
Đoạn, người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao Ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ 3 lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Ê-li bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Chương 18. Cách lâu ngày, trong năm thứ 3, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: Hãy đi ra mắt A-háp, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Vậy Ê-li đi ra mắt A-háp. Vả tại Samari có cơn đói kém quá đỗi. A-háp sai gọi Áp-đia là quan gia tể mình. Áp-đia rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem 100 đấng tiên tri đi giấu trong 2 hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. A-háp nói với Áp-đia rằng: Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng? Vậy hai người chia xứ đặng đi tuần. A-háp đi một mình con đường này, và Áp-đia đi một mình con đường kia. Áp-đia đang đi đường thì gặp Ê-li ra đón mình. Áp-đia nhìn biết người, sấp mình xuống đất mà thưa rằng: Hỡi Ê-li chúa tôi, có phải ông chăng? Người đáp: Ừ, phải ta. Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng Ê-li ở đây. Áp-đia tiếp rằng: Tôi có phạm tội gì mà ông muốn phó kẻ tôi tới ông vào tay A-háp hầu cho người giết tôi đi? Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của ông mà thề, chẳng dân nào, nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông. Và khi người ta đáp rằng Ê-li không có đây, thì người bắt nước bắt dân ấy thề rằng không ai gặp ông. Mà bây giờ ông lại nói với tôi tớ rằng: Hãy đi nói với chủ ngươi Ê-li ở đây, rồi khi tôi lìa khỏi ông, sẽ có thần của Đức Giê-hô-va đem ông đi nơi nào tôi chẳng biết. Vậy khi tôi đi thuật lại cùng A-háp mà người không thấy ông, ắt sẽ giết tôi đi. Vả kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ ấu. Khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì tôi có giấu 100 tiên tri của Đức Giê-hô-va trong 2 hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Người ta há không có thuật điều đó cho chúa tôi hay sao? Và bây giờ ông biểu tôi hãy đi nói với chủ ngươi rằng Ê-li ở đây, người ắt sẽ giết tôi đi. Ê-li đáp rằng: Ta chỉ sanh mạng Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ta phục sự mà thề rằng, chính ngày nay ta sẽ ra mắt A-háp. Vậy Áp-đia đi đón A-háp và thuật lại cho người. A-háp bèn đi đón Ê-li. Vừa khi A-háp thấy Ê-li thì nói rằng: Có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua. Bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba-anh và 400 tiên tri của ác tặc Tê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-mên. Vậy A-háp sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri đến núi Cạc-mên. Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bây giờ Ê-li nói với dân sự rằng: Trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri Ba-anh số là 450 người. Vậy
hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi nhưng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi. Còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng, lời nói rất phải. Ê-li bèn nói với những tiên tri ba anh rằng, hãy chọn một con bò đực, làm nó trước đi, vì các ngươi đông. Rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi, nhưng chớ châm lửa. Vậy, chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó. Rồi từ sớm mai đến trưa, chúng cầu khẩn danh của ba anh và rằng, hỡi ba anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng mà rằng, khá la lớn lên đi, vì người là thần, hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đang đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dân của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá, theo số 12 chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng, Israel sẽ là tên người. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được 2 đấu hột giống. Rồi chất củi, xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi. Kế người nói, hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Đến giờ dân của lễ chay ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với chúng rằng, hãy bắt các tiên tri của ba anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống dưới khe Kishon và giết họ tại đó. Đoạn Eli nói cùng Ahab rằng, hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi Cạc-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng, xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng, tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với Ahab rằng, hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình, đi đến Gitreen. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng, chạy trước Ahab cho đến khi tới Gitreen. Chương 19. Ahab thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Eli đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri ba anh làm sao.
Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Ê-li sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Be-e-sê-ba thuộc về Giu-đa, người để tôi tới mình lại đó, còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người trỗi dậy ăn và uống. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Hasa-ên làm vua Syria. Ngươi cũng sẽ xức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi làm vua Israel. Và ngươi sẽ xức dầu cho Elishe, con trai Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hasa-ên sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elishe giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Từ đó Ê-li đi gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát, đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình. 9 người cầm đôi thứ 12. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cài làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Ê-li và hầu việc người. Chương 20. Ben-ha-đát vua Syria hiệp hết thảy quân lính mình, có 32 vua theo người cùng ngựa và xe. Người đi lên vây Samari và hãm đánh nó. Người sai sứ giả đến Ahab vua Israel ở trong thành và nói với người rằng: Ben-ha-đát nói như vậy: Bạc và vàng của ngươi thuộc về ta, các cung phi và những con cái tốt nhất của ngươi cũng thuộc về ta. Vua Israel đáp: Hỡi vua chúa tôi, cứ như lời vua nói, tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về vua. Nhưng các sứ giả trở lại cùng vua Israel mà nói rằng:
Ben-Hadad nói như vậy: Ta đã sai sứ đến cùng ngươi rằng, hãy đưa bạc vàng cung phi và các con trai ngươi cho ta. Thế thì ngày mai giờ này, ta sẽ sai các đầy tớ ta đến nhà ngươi. Chúng nó sẽ lục soát nhà ngươi và nhà của tôi tớ ngươi. Phàm món gì của ngươi lấy làm quý trọng, chúng nó sẽ lấy đem đi. Vua Israel bèn đòi hết thảy trưởng lão trong xứ mà nói rằng, hãy xem xét và biết rằng, người này toan mưu làm hại chúng ta. Vì người đã sai sứ đòi các cung phi, con cái, bạc và vàng của ta, và ta không có từ chối gì hết. Các trưởng lão và cả dân sự đều tâu với vua rằng, đừng nghe và chớ chịu chi hết. Vậy Ahab đáp cùng sứ giả của Ben-Hadad rằng, hãy nói với vua chúa ta, mọi điều vua đòi tôi tớ vua làm lần thứ nhất tôi sẽ làm, nhưng điều này tôi không thể làm được. Các sứ giả đi thuật lại lời đó cho Ben-Hadad. Ben-Hadad lại sai sứ nói rằng, nếu bụi cát ở Samari đủ lấp đầy lòng bàn tay của các chiến sĩ theo ta, nguyện các thần giáng tai họa cho ta nặng nề. Nhưng vua Israel đáp, hãy nói với vua rằng, người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi nó ra. Ben-Hadad đang uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được các lời này thì nói cùng các đầy tớ mình rằng, hãy dàn trận đi. Chúng bèn dàn trận đặng hãm đánh thành. Vả có một tiên tri đến gần Ahab vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Ahab thưa rằng, dùng ai? Người đáp, Đức Giê-hô-va phán như vậy, dùng những kẻ tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh. Người tiếp, ai sẽ giao chiến? Tiên tri đáp, chính vua. Ahab soát điểm những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh, có được 232 người. Kế sau, người soát điểm cả dân Israel được 7.000 người. Ban trưa, họ kéo đi ra. Song Ben-Hadad uống rượu say tại trại mình với 32 vua giúp đỡ người. Những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh đi ra trước. Ben-Hadad sai kẻ hỏi dọ. Người ta báo lại cho người rằng, có người từ Samari kéo ra. Người đáp, chúng nó đến hoặc có ý cầu hòa hãy bắt sống lấy, hoặc có ý chiến tranh cũng hãy bắt sống lấy. Vậy, những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh kéo ra thành và đạo quân đi theo. Ai nấy đánh kẻ nghịch mình. Quân Syri chạy trốn và Israel rượt đuổi theo. Ben-Hadad, vua Syri, lên ngựa thoát chạy với một vài lính kỵ. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa xe, làm cho dân Syri thua trận cả thể. Bây giờ đấng tiên tri đến gần vua Israel nói rằng, vua hãy đi, làm cho mình mạnh mẽ, và hãy xem xét coi chừng điều mình phải làm, vì năm tới vua Syri sẽ đến đánh vua nữa. Các đầy tớ của vua Syri nói với người rằng, thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta. Nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Lại khá làm điều này, hãy cất các vua khỏi chỗ làm đầu binh, lập những quan cai thế vào cho. Đoạn, hãy điểm lấy một đạo quân giống như đạo quân của vua đã mất, bằng số ngựa và xe ấy. Chúng ta sẽ giao chiến với dân Israel tại trong đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Vua bèn nghe lời đầy tớ mình và làm theo. Năm tới, Ben-Hadad điểm soát dân Syri và đi đến Aphek đặng giao chiến cùng Israel. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syri giống như hai bầy dê nhỏ, còn dân Syri đầy khắp cả xứ. Bây giờ người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì dân Syri có nói rằng, Đức Giê-hô-va là thần núi chứ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi,
và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối ngang nhau trong 7 ngày. Ngày thứ 7 họ giao chiến nhau. Dân Israel đánh dân Syri, trong một ngày giết họ 10 vạn lính bộ. Còn sót lại chạy trốn ẩn trong thành A-phét. Song những vách thành sập ngã, đè 27.000 người đã thoát khỏi trận. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu cùng người rằng: chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, hoặc người để cho vua sống chăng? Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng: Ben-Hadad, kẻ tôi tớ vua cầu rằng, xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng: người còn sống chăng? Người vốn là anh ta. Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng: Ben-Hadad thật anh vua. Ahab tiếp rằng: hãy đi vời người đến cho ta. Ben-Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben-Hadad lên xe mình. Ben-Hadad nói với người rằng: tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp: còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy Ahab lập giao ước với Ben-Hadad, đoạn để cho người đi. Bây giờ có một người trong vòng các con trai tiên tri vâng lệnh Đức Giê-hô-va nói với bạn mình rằng: tôi xin anh hãy đánh tôi. Người bạn không chịu đánh người. Người tiếp rằng: bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi sẽ có một con sư tử giết anh. Bạn lìa khỏi người thì gặp một con sư tử giết người đi. Tiên tri gặp một người khác và nói rằng: ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên tri và làm cho người bị thương. Đoạn tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, sủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên và nói với vua rằng: tôi tớ vua ở giữa chiến trận, thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù và biểu rằng: hãy giữ người này, sải nó thoát khỏi thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một ta lân bạc. Song trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Israel đáp rằng: ấy là sự đoán xét của ngươi, chính ngươi đã định lấy. Lập tức người vén khăn che mắt mình lên. Vua Israel nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. Tiên tri bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt, vậy nên mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó. Vua Israel bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Chương 21. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Nabốt người Gít-rê-ên có một vườn nho tại trong đồng bằng Gít-rê-ên, giáp đền của Ahab vua Samari. Ahab nói cùng Nabốt rằng: hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Nabốt thưa lại với Ahab rằng: nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Ahab vào đền mình buồn và giận bởi cớ lời Nabốt người Gít-rê-ên đã nói, vì người đã nói rằng: tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần người mà nói rằng: bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp: vì ta có nói chuyện với Nabốt người Gít-rê-ên rằng: hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Song người đáp lại rằng: tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi.
Hoàng hậu Jezabel bèn nói rằng: Có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Naboth người Gít-rê-en. Jezabel viết thơ nhân danh Ahab, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Naboth và ở cùng người. Trong thơ nói như vậy: Hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở đầu dân sự. Đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng: Ngươi có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho chết đi. Những người của thành Naboth, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Jezabel truyền dặn trong thơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Naboth và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng: Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Jezabel rằng: Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Khi Jezabel hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng: Hãy trỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Naboth người Gít-rê-en đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth người Gít-rê-en đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-sê-be rằng: Hãy đứng dậy, đi xuống đón Ahab vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Naboth đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Naboth thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. Ahab bèn nói cùng Eli rằng: Ớ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à? Eli đáp: Phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội. Nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam con trai Nebat và giống như nhà Baesha con trai Ahia. Đức Giê-hô-va cũng phán về Jezabel mà rằng: Chó sẽ ăn thịt Jezabel tại thành lũy Gít-rê-en. Phàm người thuộc về nhà Ahab, kẻ nào chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Quả thật chẳng có ai giống như Ahab, buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Jezabel xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ, mà theo hình tượng y như dân Amorit làm, là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Ahab nghe lời của Eli nói, bèn xé quần áo mình, lấy bao mặc cho mình và nhịn đói, nằm vấn bao và ở khiêm nhường. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-sê-be mà rằng: Ngươi có thấy thế nào Ahab hạ mình xuống trước mặt ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong đời nó, nhưng trong đời con trai nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Chương 22. Trong 3 năm, Syria và Israel không có giặc. Năm thứ 3, Josaphat vua Juda đi đến cùng vua Israel. Vua Israel nói với tôi tớ mình rằng: Các ngươi há chẳng biết rằng Ramoth trong Galaad thuộc về chúng ta sao? Chúng ta lại làm thinh chẳng rứt nó khỏi tay vua Syria sao? Đoạn người nói với Josaphat rằng: Vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy Ramoth trong Galaad chăng? Josaphat đáp với vua Israel rằng: Tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, và ngựa tôi như ngựa của ông. Song Josaphat nói với vua Israel rằng: Tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vậy
Vua Israel nhóm các tiên tri lại số 400 người mà hỏi rằng: ta có nên đi đánh Ramốt tại Galaad hay là chẳng nên đi? Chúng đáp rằng: hãy đi lên, Chúa sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng Giô-sa-phát tiếp rằng: ở đây còn có đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn người ấy chăng? Vua Israel đáp với Giô-sa-phát rằng: còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Diêm-la. Nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ đó thôi. Giô-sa-phát nói rằng: xin vua chớ nói như vậy. Vua Israel bèn đòi một hoạn quan mà bảo rằng: hãy lập tức mời Mi-chê, con trai Diêm-la đến. Vả vua Israel và Giô-sa-phát, vua Giu-đa, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên một cái ngai tại trong sân đạp lúa nơi cửa thành Samari, và hết thảy tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: với các sừng này, ngươi sẽ bán dân Syri cho đến khi diệt hết chúng nó. Và hết thảy tiên tri đều nói một cách mà rằng: hãy đi lên Ramốt trong Galaad, vua sẽ được thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Vả, sứ giả đã đi mời Mi-chê, nói cùng người rằng: những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua. Tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành. Nhưng Mi-chê đáp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ báo cáo điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn ta. Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng: hỡi Mi-chê, chúng ta có nên đi hãm đánh Ra-mốt trong Ga-la-át hay là chẳng nên đi? Mi-chê đáp: hãy đi, vua sẽ được thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Nhưng vua nói với người rằng: biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi, chỉ khá nói chân thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va. Bây giờ Mi-chê đáp rằng: tôi thấy cả Israel bị tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán rằng: những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Vua Israel nói cùng Giô-sa-phát rằng: tôi há chẳng có nói với vua rằng người chẳng nói tiên tri lành về việc tôi, bèn là nói tiên tri dữ sao? Mi-chê lại tiếp: vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi Ngài, và cả cơ binh trên trời đứng chầu Ngài bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán hỏi: ai sẽ đi dụ A-háp để người đi lên Ra-mốt trong Ga-la-át và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng: dụ cách nào? Thần thưa lại rằng: tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng: phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua, và Đức Giê-hô-va đã phán sự dữ cho vua. Bây giờ Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, đến gần Mi-chê, vả vào má người mà rằng: thần của Đức Giê-hô-va có do đường nào lìa khỏi ta đặng đến nói với ngươi? Mi-chê đáp: trong ngày ngươi chạy từ phòng này đến phòng kia đặng ẩn lánh, thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh rằng: hãy bắt Mi-chê, dẫn đến cho A-môn quan cai thành và cho Giô-ách, con trai của vua, rồi hãy nói rằng: vua bảo như vậy. Hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an. Mi-chê tiếp rằng: nếu vua trở về bình an thì Đức Giê-hô-va không cậy tôi phán. Người lại nói: hỡi chúng dân, các ngươi khá nghe ta. Vậy vua Israel đi lên Ra-mốt trong Ga-la-át với Giô-sa-phát vua Giu-đa. Vua Israel nói cùng Giô-sa-phát rằng: tôi sẽ giả dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo của vua.
Như vậy, vua Israel ăn mặc giả dạng mà ra trận. Và vua Syria đã truyền lệnh cho 32 quan coi xe mình rằng: các ngươi chớ áp đánh ai bất kỳ lớn hay nhỏ, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Vậy, khi các quan coi xe thấy Josaphat thì nói rằng: ấy quả thật là vua Israel. Chúng bèn đến gần người đặng áp đánh, nhưng Josaphat kêu la lên. Khi các quan coi xe thấy chẳng phải vua Israel thì thối lại, không đuổi theo nữa. Bây giờ, có một người tình cờ giương cung bắn vua Israel, trúng nhầm người nơi giáp đâu lại. Vua nói cùng kẻ đánh xe mình rằng: hãy quay cương lại, dẫn ta ra ngoài hàng quân, vì ta bị thương nặng. Nhưng trong ngày đó thế trận thêm dữ dội. Có người nâng đỡ vua đứng trong xe mình đối địch dân Syria. Đến chiều tối, vua chết. Huyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe. Lối chiều, trong hàng quân có ra truyền rằng: ai nấy hãy trở về thành mình, xứ mình. Vua băng hà là như vậy. Người ta đem thây vua về Samari và chôn tại đó. Người ta rửa xe người tại trong ao Samari, là nơi những bợm buôn hương tắm, và có những chó liếm máu người y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Các chuyện khác của Ahab, những công việc người làm, cái đền bằng ngà người cất và các thành người xây đều chép trong sử ký về các vua Israel. Vậy Ahab an giấc cùng tổ phụ mình và Achasia con trai người kế vị người. Năm thứ tư đời Ahab vua Israel thì Josaphat con trai Asa lên ngôi làm vua Juda. Josaphat lên ngôi tuổi được 35, người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là Asuba, con gái của Shichi. Người đi theo đường của Asa, cha người, chẳng xây bỏ đi, song làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao, dân sự còn tế lễ và đốt hương tại trên các nơi cao. Josaphat và vua Israel ở hòa hảo với nhau. Các chuyện khác của Josaphat, dõng lực người, những giặc giả người đều đã chép trong sử ký về các vua Juda. Người trừ diệt những bợm vĩ gian còn lại trong xứ từ đời Asa cha mình. Bây giờ dân Edom không có vua, có một quan trấn thủ cai trị. Josaphat đóng một đoàn tàu Tareshi đặng đi Ophir chở vàng, nhưng không đi đến đó được bởi vì tàu vỡ ra tại Esion-Gebe. Achasia con trai của Ahab nói với Josaphat rằng: hãy cho phép các đầy tớ ta đi tàu với các đầy tớ ông. Nhưng Josaphat không chịu. Josaphat an giấc với tổ phụ mình, được chôn với họ trong thành David cha người, và Joram con trai người kế vị người. Năm thứ bảy đời Josaphat vua Juda thì Achasia con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình, cùng theo đường của Jeroboam con trai của Nebat, là người xui cho Israel phạm tội. Người hầu việc ba anh và thờ lại nó, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Sách Kinh Thánh trọn bộ của chương trình có 66 sách, 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước. Quý thính giả, các con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy nghe hàng ngày để linh hồn chúng ta được tăng trưởng đức tin và thêm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn tải về máy nghe, hãy vào trang web Cốc Cốc, vào trang YouTube, nhấn phần download MP3 về nghe. Anh chị em giúp chương trình chia sẻ cho mọi người trên mạng cộng đồng xã hội để nhiều người được biết. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ. Amen.